Mến chào anh em, hôm nay mình giới thiệu với mọi người về chiếc ghe ngò chùa Bô Thi Lân của xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đây là chiếc ghe ngò duy nhất đại diện của huyện Kế Sách. Năm nay chùa có đầu tư tôn ghế mới, đến giờ này đã hoàn thành nha quý vị. Khi có ghe ngò mới, năm nay anh em cũng hăng say tập luyện rất sớm nha quý vị. Tới thời điểm này mình còn 2 tháng nữa mới tới hội đua ghe ngò ở Sóc Trăng, nhưng chùa đã tập trung anh em qua rèn luyện thể lực. Đây là hình ảnh của anh em ngày đầu tiên tập luyện nên mình thấy chưa đều, mình hy vọng là 2-3 ngày sau sẽ đều hơn. Quý vị nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, và theo dõi các video tiếp theo của ghe ngò chùa Bô Thi Lân, một đại diện duy nhất đến từ những cái sách nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình.